hình này, chúng ta sẽ thấy có một ngôi đình và một cuộn chỉ. Ô chữ này đang nói về một hành động trừng phạt khi người đó phạm sai lầm. Theo các bạn, ô chữ này là ô chữ gì? Bạn nào có câu trả lời hãy để lại xuống phần bình luận giùm mình nha. Trong bức hình trên đây có một quả địa cầu và một chén tiêu. Ô chữ này đang nói đến một cái mà nhà nào cũng phải có để giải quyết nhu cầu thầm kín. Nhìn vào bức hình trên đây, bức hình này đang kể về một cậu bé. Trăng Châu đang ngồi dưới gốc cây đa, chú Châu thì đang gặm cỏ. Cậu bé sau này lớn lên là người đầu tiên lên mặt trăng. Bạn có biết cậu bé này là ai không? Và câu chuyện này là gì? Hãy cho mình biết câu trả lời nha. Nhìn vào bức hình này, chúng ta sẽ thấy những con hổ rất là uy phong và dũng mạnh. Bạn hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu con hổ trong hình này? 8, 9 hay là 10 con?